ngàn mây bám chiều nay về đây treo lưng và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ rồi từ đó loài sau nửa đêm quên đi yêu phiền để người về hát đêm hồng địa đang còn in dấu để người về hát đêm hồng và địa đàng còn in dấu chân. Ý tôi muốn nói đó, những bước chân quý vị đang đi ở đất Mỹ này, từ vẫn còn có những hoa hồng rất đẹp. Những gì quý vị đã hình thành, dấu chân quý vị thời hàng vi, thời nghèo khó vẫn còn đó. Bây giờ người đầu tiên gọi vào là ông Nhất Hùng. Tôi không biết là ông hôm nay ông gọi vào, ông muốn trình bày vấn đề gì ạ? À, thưa anh Nguyễn Vũ. Hello. Tôi đang nghe thưa ông Nhất Hùng ạ. Tôi xin mời ông là, cái lý do hôm nay ông gọi lại một lần nữa thì ông muốn tường trình lại điều gì thêm cho thính giả đang theo dõi trên toàn thế giới phải không thưa ông Nhất Hùng? Dạ thưa anh. Trong hai ngày vừa qua đã tiến hành hai cái buổi mà tôi tạm gọi là điều trần. Thì sau hai cái buổi đó tôi có thể đúc kết được một số những kết luận nó tương đối là rõ ràng hơn là trong những cái buổi mà phỏng vấn của anh với tôi trong những ngày vừa qua. Xin anh cho phép tôi được trình bày không ạ? À, thì khi mà tôi đã mời ông lên làn sóng rồi, có nghĩa là bây giờ tiếng nói thuộc về ông. Mời ông. À, thưa quý đồng hương, trong thời gian vừa qua, cộng đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn xảy ra một sự kiện lớn liên quan đến cái sự tồn vong của tổ chức cộng đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Đài NVA có phỏng vấn chúng tôi vài lần, nhưng tất cả những buổi phỏng vấn đó đều diễn ra trước những buổi mà tôi tạm gọi là ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch cộng đồng, ra điều trần trước các hội đoàn, các tổ chức và đồng hương về những điều được xem là vi phạm nghiêm trọng khi tiến hành tu chính hiến chương cộng đồng Việt Nam và Thịnh Đốn. Sau khi theo dõi hai buổi điều trần, chúng tôi thấy có những kết luận cụ thể hơn về những sai phạm của ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch cộng đồng Việt Nam Hoa Thịnh Đốn như sau. Ông Đinh Hùng Cường đã không theo đúng các tiến trình khi tu chính hiến chương, đã có nhiều sai phạm khi ông bổ nhiệm vài thành viên trong ủy ban tu chính hiến chương. Ông đã duyệt phép và đã đồng thuận ban tu chính, bản tu chính hiến chương rồi triệu tập văn phòng thường trực. Thưa ông, cho tôi xin phép uống miếng nước đã. Ông Nhất Hùng. Dạ. À, tôi hỏi điều này để tôi phán về cái vai trò tiếp nối của ông. À, đây là cái chuyện mà ông gặp khó khăn trong cách nói chuyện hay là ông xúc động? Dạ thưa anh, tôi xúc động. Ok, cho tôi nói. Nếu như vậy đó, ông chỉ tường trình một sự việc xảy ra mà ông xúc động đó, đây là cái đề nghị của tôi nha. Ông nên về nhà gác lại mọi chuyện, không nên làm liên quan tới chuyện chính trị nữa, ông Nhất Hùng. Dạ thưa anh, bây giờ thì tôi có nên lấy lại được cái một cái chuyện như vậy mà dạ, anh, ông xúc động đến nghẹn ngào thì ông vào đó để làm cái gì? Ông ngồi đó ông đóng cái vai trò gì trong đó? Dạ thưa anh, cho tôi xin phép được trình bày lại. Mời ông. Dạ vâng. À, thưa quý đồng hương, trong thời gian vừa qua thì cộng đồng Việt Nam Hùng Hoa Thịnh Đốn có xảy ra một sự kiện lớn mà liên quan đến cái sự tồn vong của tổ chức cộng đồng Việt Nam Hùng Hoa Thịnh Đốn chúng tôi. Đài NVA có phỏng vấn chúng tôi vài lần, nhưng mà tất cả những buổi phỏng vấn đó đều diễn ra
trước những cái buổi mà tôi tạm gọi là ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch cộng đồng, ra điều trần trước các hội đoàn, các tổ chức và đồng hương về những cái điều mà được xem là vi phạm nghiêm trọng khi tiến hành tu chính hiến chương cộng đồng Việt Nam Cộng hòa Tuyệt đối. Thưa quý vị, sau khi theo dõi hai buổi điều trần, chúng tôi đã có thể có được những kết luận cụ thể hơn về những cái sai phạm của ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch cộng đồng Việt Nam Cộng hòa Tuyệt đối như sau. Điều thứ nhất, ông Đinh Hùng Cường đã không theo đúng cách tiến trình khi tu chính hiến chương, đã có nhiều sai phạm khi ông bổ nhiệm vài thành viên trong ủy ban tu chính hiến chương. Ông đã duyệt xét và đã đồng thuận bản tu chính hiến chương, sau đó ông triệu tập văn phòng thường trực để xuất duyệt và cũng đã được chấp thuận, nhưng khi chuyển đến cho hội đồng đại diện thì lại không cho tiến hành tham khảo hay thảo luận mà đi thẳng vào tiến trình biểu quyết thuận hay không thuận bằng thư bưu điện. Như vậy là ông Đinh Hùng Cường đã không thực hiện đúng những bước tiến hành mà hiến chương và nội quy của cộng đồng Việt Nam qua thịnh đốn quy định, hay nói đúng hơn là bắt buộc phải có để tu chính hiến chương. Điều thứ hai, ông Đinh Hùng Cường đã vi hiến vì ông Đinh Hùng Cường là người có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong tất cả mọi cơ cấu của tổ chức cộng đồng Việt Nam Cộng hòa Thịnh Đốn. Ông đã duyệt xét bản tu chính hiến chương, rồi lại tổ chức một cuộc họp văn phòng thường trực để phê chuẩn, để chuẩn thuận trước khi gửi ra hội đồng đại diện để quyết định. Ok, ông Nhất Hùng, tôi không cho tôi tạm ngưng cái này tí xíu. Không sao cả, tôi rất là hiểu về cái cách trình bày của ông như thế này nè. Bởi vì có một con đường duy nhất là người Việt họ đang chờ đợi đó. Ông đưa ra giùm tôi, nếu ông cho rằng Đinh Hùng Cường sai, thứ nhất, điều sai thứ hai, điều sai thứ ba, ông cứ kể ra guideline thôi. Rồi, và phản ứng trong hai cuộc họp của hai ngày qua, phản ứng như thế nào và kết quả hiện nay là gì? Chỉ vậy thôi ông Nhất Hùng. Và người nghe chỉ cần có như vậy thôi, và người ta cũng hù ca cái system này run như thế nào, giống như hiến pháp Mỹ, giống như là chính quyền Mỹ. Người Việt người ta hù ca chuyện đó, người ta chỉ biết rằng sai là sai chỗ nào và phản ứng là gì và kết quả hiện nay có như những gì quý vị đang tranh đấu hay không, còn nếu không quê tiền làm việc trở lại. Đó là cái người ta đang chờ đợi nghe, thưa ông Nhất Hùng. Dạ vâng, cảm ơn ông. Thế vậy thì tôi dễ trình bày hơn. Điều thứ nhất là ông Đinh Hùng Cường đã không tiến hành đúng các bước, các thủ tục để mà cái gọi là tu chính hiến chương. Điều thứ hai là ông Đinh Hùng Cường đã vi hiến. Đó là hai cái điểm căn bản. Và nếu anh có hỏi, tôi sẽ nói thêm những chi tiết. Và thưa anh, trong hai cái buổi mà điều trần, tôi gọi tạm gọi là cái buổi điều trần á, của ông Đinh Hùng Cường với các hội đoàn, các tổ chức đồng hương trong hai ngày vừa qua, thì có kết luận như sau. Ông Đinh Hùng Cường đã phát biểu với tư cách cá nhân là một thành viên của văn phòng thường trực, là đồng thuận thu hồi lại cái bản mà gọi là tuyên ngôn và điều lệ mà ông ta vừa mới gửi ra, và sẽ triệu tập văn phòng thường trực vào ngày 31 tháng 8 để có quyết định cuối cùng. Và chúng tôi đang theo dõi và chúng tôi mong đồng hương cố gắng bình tĩnh chờ sau ngày 31 tháng 8. Chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức được cái kết quả cuối cùng để cho đồng hương. Như vậy là xong chưa thưa ông Nhất Hùng ạ? Dạ thưa anh, tức là đáp ứng với câu hỏi của anh. Ok. Tôi nói tổng quát. Bây giờ tóm lại là như thế này nè. Bây giờ vấn đề không còn là sai hay đúng nữa. Finally, họp hội hai ngày qua bây giờ trở về u như kỹ đúng không? Y như cũ đó đúng không ạ? Tức là họ thu hồi là gì? Là cái nội dung gì trước đây? Bây giờ họ toan tính làm một chuyện gì đó. Bây giờ sau hai ngày phản đối mạnh mẽ quá, họ không thực hiện được những toan tính đó, là bây giờ họ giữ lại bản hiến chương cũ hay là sao ạ? Dạ thưa anh, vì chính vì những cái sự việc mà tôi cho rằng nó vẫn chưa được ráo rẽ đó, mà nó làm cho tôi khi mà nói đó, anh thấy rõ ràng là tôi rất khó khăn trong khi nói.
tức là nó chỉ được một bước tạm thời. Thưa quý đồng hương, chúng tôi phải nói thẳng thắn như vậy, tức là vẫn chưa phải là quyết định là thu hồi hay chưa đó đấy cả, tức là nói tóm lại vẫn phải chờ đến ngày sau 31 tháng 8. Ông Đinh Hùng Cường triệu tập văn phòng thường trực theo lời như ông nói thì mới có quyết định cuối cùng. Và vì vậy anh phải thông cảm dùm cho tôi là khi tôi nói rồi bây giờ không, bây giờ chuyện đã xong, bây giờ vậy ngoài cái chuyện ông Đinh Hùng Cường còn vấn đề gì khác nữa không trước khi chúng ta tạm biệt? Dạ thưa anh, thì trong hai ngày vừa qua là hai buổi điều trần, có một buổi của Liên Hội, trong đó không có quay phim và chụp ảnh. Riêng cái buổi điều trần của ông Đinh Hùng Cường với tổ chức do cái tổ chức gia hành chánh miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức đấy, thì có quay phim chụp ảnh và chắc chắn là cái video đó sẽ được gửi đến quý đồng hương ngay trong ngày hôm nay để quý đồng hương có thể hiểu rõ hơn từng chi tiết, bởi vì đây là một vụ việc rất là phức tạp. Nhiều chi tiết trình bày mà nói trong một phạm vi ngắn rất là khó, không dễ. Wow, ok, vậy thôi coi như là đồng bào phải chờ chứ gì, đúng không ạ? Dạ thưa anh, đúng vậy. Thì thôi quý vị, vẫn chưa có kết luận cuối cùng, vẫn phải chờ đến ngày sau ngày 31 tháng 8. Wow. Nhưng riêng cá nhân của ông Đinh Hùng Cường đã chấp thuận là chủ quỹ. Đó là với chỉ là với cá nhân ông Đinh Hùng Cường chấp nhận là thu hồi. Cái chữ thu hồi này tôi nói thật với ông, tôi cũng không hiểu nữa ông Nhất Hùng. Thu hồi là cái gì? Tức là bây giờ tôi nói thật ông nha, thu hồi có nghĩa là giữ lại nguyên bản cái cũ, đúng không? Thu hồi là cái gì? Tôi không hiểu. Chưa anh, tôi nghĩ rằng tức là sau cái ngày 31 tháng 8 rồi chuyện gì xảy ra nữa, việc gì xảy ra nữa, thu hồi kiểu gì, sửa cái gì thì cũng vẫn phải chờ sau ngày 31 tháng 8 thôi. Ok rồi. Như vậy là sáng nay tôi cũng mời ông lên và ông đã trình bày xong. Vậy thì hẹn sau 31 tháng 8 đúng không thưa ông? Dạ thưa anh, cho tôi xin được phép nói thêm là chính vì cái việc mà chưa được giải quyết ráo rẽ đó, cho nên khi cái trình bày cái sự việc như vậy, tôi vẫn còn nặng cái chất xúc động như trong những ngày vừa qua. Và nó cũng là một cái vì nó chưa được ráo rẽ, cho nên cũng rất là khó khăn khi phải trả lời với độc với thính giả. Ok rồi, thì bây giờ ông nên cứ vậy thôi. Rồi bắt đầu ta đến lượt ông. Mai mốt rồi người ta sẽ nghe đến lượt ông á. Ông sẽ bị trút phế bây giờ đó. Dạ chính vì tôi hiểu về những khó khăn mà tôi sẽ gặp phải trong tương lai. Thưa anh Quỳ Vũ. Rồi tạm biệt ông. Cảm ơn anh nhắc nhở về điều đó. Tôi biết là tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong tương lai. Tạm biệt ông. Và chính vì một câu, chính vì tôi phải đối diện với rất nhiều cái điều đó, và làm cho tôi xin nói, phải nói rằng xin quý vị thính giả thông cảm, thật là khó cho tôi. Vì tôi cũng được nghe quý vị nói rằng tôi nói vòng vòng không được rõ ràng, nhưng xin mong thông cảm cho tôi. Bây giờ tôi khuyên ông thật tình ông Nhất Hùng. Dạ vâng. Một chuyện như vậy đó mà ông nghẹn ngào, ông xúc động, tôi nói thật ông không ngồi ở chỗ đó được đâu, không có bền đâu. Ông tin lời tôi nói đi. Tôi lắng nghe lời của anh. Thà là ông đi ra trước hơn là ông bị trút phế. Tôi lắng nghe lời của okay. anh. Rồi chào tức ông là, thưa anh. Sao? Nó có quá nhiều áp lực đối với tôi. Thầy, chắc bữa nào ông phải đến ông gặp tôi. Tôi ngồi tôi cho ông dự một khóa thiền đi ông Nhất Hùng mà. Thầy, anh thông cảm cho tôi là tôi bị quá nhiều áp lực. Không, tôi đâu có gì đâu mà thông cảm. Không thông cảm, nhưng mà ý tôi là gì, tôi ngồi đây tôi có được cái kính chiếu yêu. Tôi thật vậy thôi. Tôi hơn ông là tôi có kính chiếu yêu, tôi nhìn ra được. Đơn giản là tại các ông chưa nhìn ra, thì ông bị xúc động rồi ông lo lắng vậy thôi chứ. Ông cảm ơn anh. Tới đây tôi tặng cho kính chiếu yêu. Mệt quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Ok. Vâng, chào anh. Tạm biệt ông. Vâng, bây giờ quý vị trở lại là chuyện của NVR và thính giả. Trở lại là chuyện của thính giả và NVR.
cái đề tài tôi đưa ra hôm nay đó quý vị. Có những đề tài đó, nó chỉ là tình cờ thôi. Như sáng nay tôi nói những gì trong vấn đề Morning News. Tôi nói những vấn đề kỳ thị. Tôi nói về những ân tình xa xưa. Về cái chuyện đó, mà chúng ta nói rất nhiều điều, nhưng mà đôi khi chúng ta quên mình là ai mất. Lâu lâu tôi gợi mở về thôi, để mỗi người tự nhớ lại cái dấu chân địa đàng của mình, để biết mình đến từ đâu, từ cái thời hàng vi. Ông 309 đã ông gọi cũng khoảng 15 lần. Tôi không biết là ông tiếp nối sẽ là gì. Tôi xin mời ông 309 ạ. Dạ, dạ xin lỗi, chào anh Diệu Vũ và chào đại. Dạ, cái chuyện anh nói hôm nay, cái chủ đề hôm nay của anh đưa ra đồng ý, em rất là tán thành. Những chuyện gì anh phổ biến sáng hôm nay, dân Nhất Hình, ông Nhất Hùng gác qua một bên đi. Bây giờ anh có cái kính chiếu yêu gì đó, anh chiếu về Lý Đô Sài Gòn, mà anh nghe những gì hai ngày trước ông Đoàn Trọng Thị ông nói những gì về tới ông Trump, mà gia đình ông Trump ăn xài tiền phí của cả nước Mỹ. Xin lỗi, không phải như vậy đâu mà ông đi môi móc ông Trump ăn xài tiền của nước Mỹ là cái gì. Bây giờ tôi ở đây có phải là Phương không ạ? Dạ em. Phải Phương không? Là Phương. Rồi. Phương. Bây giờ thế này nè. Cái đề tài anh đưa ra hôm nay, em sẽ hỏi anh, tại sao mà Phương móc ông Trump ăn xài security này kia nọ? Phải là một người không có phe gì gia đình ông Trump không? Ok, bây giờ thế này để Vũ nói một vài nguyên tắc nè. Có ngồi đó bươi móc nó cũng vậy thôi. Thường thường những cái mà chi phí cho cái lộ trình của gia đình ông Trump và cá nhân ông Trump đó, nó có một cái budget do Quốc hội phải duyệt chi hàng năm. Don't worry about that. Em hiểu. Em ok. Hiểu, nhưng mà và cái gì nó nằm trong Việt Nam mình đó lại môi móc vấn đề của ông Trump ra để làm câu chuyện. Doesn't matter. Doesn't matter. Vì sao? Vấn đề chính đó là họ nói, nhưng mà bạn hiểu theo cách của bạn hay là hiểu theo cách của họ thôi. Mà ở đây bạn đã nhận ra được bạn đang hiểu theo cách của bạn, vậy là tôi vui mừng rồi. Còn cái chuyện mà họ nói là gì? Bây giờ trước đây 7 tháng, sau 7 tháng, bạn thấy đó, bọn họ có nói một điều gì tốt trong Trump không? Và nếu không có đó, nếu không có, bạn đừng lấy chuyện này và đem đó xem như một chuyện phiền muộn. Và bạn hãy hiểu rằng đó là con đường của họ đang đi. Cái vấn đề bạn phải tập giống như tôi vậy nè. Bạn phải tìm ra mỗi sáng đó những câu chuyện bạn ba lăng lại vấn đề. Mà khi bạn ba lăng được đó, thì bạn sẽ không còn những cái bực bội. Bởi bạn nghe ở quận Cam, bạn nghe ở San Jose, bạn nghe ở Houston. Cái này dạ, xin lỗi anh Duy Vũ. Cái này là người ta làm truyền thông để người ta đem tới những cái lời hay ý đẹp. Không có đâu, bạn là mơ mộng nữa. Bạn là mơ mộng nữa. Không có truyền thông nào mà làm để đem tới lời hay ý đẹp cả. Bây giờ tôi nói với bạn, cả một cái hệ thống truyền thông của Mỹ họ còn không làm được cái điều bạn nói, và bạn kỳ vọng một cái gì ở những cái cộng đồng nhiệt tiểu. Nhưng mà cái người Việt của mình á đã làm gì cho nước Mỹ mà đi soi mói những cái chuyện đó ra? Ok. Em thấy không. Bây giờ tôi nói với Phương lời cuối nè. Những thành phần đó chưa được 1% của cộng đồng người Việt tại đây. Và những tiếng nói đó không phải là tiếng nói đại diện cho người Việt tại đây. Em muốn nói câu chuyện đó hôm nay. Bạn không cần thiết phải đặt nghe lời. Ok. Tôi nói lại, bạn phải lắng nghe tôi nha. Lần sau bạn có một idea gì mới đó, hãy gọi vào đây. Còn bạn gọi vào mà bạn mét từ chuyện Hoàng Trọng Thủy nói thế này, Đoàn Trọng nói thế kia, ông Nguyễn Hữu Công nói thế này, ông Đỗ Phủ nói thế kia, thì đừng làm chuyện đó nữa. Em muốn dịch rõ cái chỗ là không cần cái budget chi phí của tổng thống. Không cần mà người Việt Nam xen vô vấn đề đó. Ok rồi, tạm biệt bạn. Bây giờ trở lại
Như vậy là quý vị không có một cái kỷ niệm nào, không có một cái hình ảnh nào nó động lại quý vị những ngày đầu tiên đặt cái bước chân lên nước Mỹ hả quý vị? Quý vị không có câu chuyện nào để nghĩ rằng mang cái lòng ân nghĩa với đất nước này? Không có kỷ niệm nào với một gia đình da trắng trong sự giúp đỡ chăng? Hay là câu chuyện này làm cho quý vị chạnh lòng khó nói quá? Khi chúng ta nói về lòng ân nghĩa khó quá phải không ạ? Xin mời 517. Hello. Hello. Anh nghe tôi không? Tôi đang nghe, tôi đang mời ông lên làn sóng mà sao không nghe được? Vâng, mất sơ mà. Ok, chào Nghị Vũ. Chào ông. Ở vào cái bài hôm nay đó là nói về cái ân tình mà khi mới tới Mỹ đó mà. Cái này là một cái việc mà không thể nào quên trong cái trí nhớ của tôi với là bà xã của tôi cả. Là khi đi trên một chuyến máy bay địa phương từ Detroit về Lansing á, thì có một người Mỹ, một phụ nữ một khoảng 30 thì ngồi ở trên chuyến máy bay địa phương về, thì tôi có lời đứa con gái út là ngồi hai cái ghế bên phải, còn bà ta thì ngồi một mình bên cái hàng ghế bên kia. Thì chúng tôi đều bận những cái đồ lạnh của hồ tị nạn họ cho đó. Thì lúc mà qua là tháng giêng năm 1992 thì rất là lạnh ở Michigan. Nhưng họ biết thì chúng tôi là những người tị nạn rồi, thì họ hỏi thăm. Rồi tôi thì cũng tiếng Anh thì tiếng Mỹ thì cũng bọc bẹ thôi. Nói chuyện thì họ nói từ đâu tới, thì tôi nói là từ Thái Lan qua, từ Việt Nam qua Thái Lan, Thái Lan về Michigan. Thì qua vài câu chuyện thì bà mới móc ra, bà mới lấy từ tầm hai chú cô. Và cho thì tôi ngỡ ngàng lắm, tại vì tôi và hello ông. Vâng. Cái câu hỏi của tôi, câu hỏi của tôi không phải là kể ra một câu chuyện, mà cái hành động nào của người Mỹ á, mà làm cho ông khó phôi pha. Ông kể ra một vài hành động của họ. Ví dụ ông vừa qua họ, bây giờ họ đã cho ông vừa qua họ cho ông cái áo, ông vừa qua họ cho gia đình ông nửa cái nhà. Tôi ví dụ như vậy. Không, cái này là một câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà không thể nào quên được. Đó là cái tấm lòng ưu ái của và nhân đạo, tấm lòng thương cảm của cái người địa phương, người Mỹ đối với gia đình tôi. Do đó tôi dù là có 200 đồng thôi nhưng mà cái chuyện đó là tôi không bao giờ quên. Vâng, đó là cái mà tôi muốn mọi người nghe. Mỗi người là một câu chuyện nhỏ, thưa ông. Đó là gì? Đó là ân tình. Câu chuyện nhỏ của một thời hàng vi, câu chuyện nhỏ của những người mà ông bấp bênh, ông lạc lõng, ông xa lạ giữa chợ đời và có người mở vòng tay. Đó là những câu từ câu chuyện nhỏ đó và rất lớn lao trong đề tài hôm nay, thưa ông. Vâng, thì tôi cũng muốn nói lên như vậy đó. Là cảm tôi ơn không ông. Bao giờ quên cái bà đó tên là Mary. Vâng, cảm ơn ông. Cảm ơn anh. Cái chuyện mà thưa quý vị, chúng ta ghi nhận về lòng ân nghĩa đó không có nhỏ mà không có lớn. Vấn đề là gì? Từ câu chuyện đó nó hình thành trong tâm hồn chúng ta là một cái dấu ấn đẹp. Bởi vì tính từ những câu chuyện đó, nó là những cái gói hành trang để quý vị tiếp tục trong cái dấu chân địa đàng, để rồi hôm nay quý vị đã hình thành một đời sống thế nào, và để rồi hôm nay quý vị tự hào với giấc mơ Mỹ quý vị. Vì vậy những ngày đầu tiên
không chuyện nào lớn và không chuyện nào nhỏ. Cái giữa nhỏ và lớn, chúng ta ghi nhận điều đó như thế nào trong tấm lòng của chúng ta. Nhưng mà đây là một đề tài tôi thấy quý vị khó nói ra nhất. Đây là một đề tài quý vị khó nói ra nhất. Tôi cũng ngạc nhiên về điều này. Bây giờ xin mời 469. Hello. Hello. Chào bà. Dạ, chào Nguyễn Vũ. Cô là cô Thanh ở Dallas, Nguyễn Vũ. Chào cô Thanh. Dạ, cô có, để cô kể lại cái câu chuyện tình nghĩa của hai vợ chồng của người sponsor. Nhớ là cái câu chuyện quý vị kể đó, quý vị chỉ cần nói những cái hành động họ làm cho quý vị thôi, chứ không phải là bưng nguyên cái câu chuyện mà từ ở bên Thái Lan qua tới Mỹ. Dạ không không, biết rồi biết okay. Rồi. Dạ biết rồi. Rồi. Dạ, cô thẳng luôn mà. Thì lúc đó cô là có bầu 5 tháng, con đương gái 2 tuổi. Thì họ đến phi trường ở Virginia, lúc đó là người sponsor là ở Virginia. Thì họ đến phi trường, họ rước về nhà là họ đã làm sẵn nguyên một cái basement, là tất cả đầy đủ tiện nghi trong cái basement đó cho hai vợ chồng cô và một đứa con gái, và chuẩn bị luôn cả cái nôi mà cho baby sắp ra. Đã, thành ra là ở đó 6 tháng, thì sau 6 tháng đó đó thì ông xã cô có việc làm, có tiền kia mới là dọn ra. Thì năm 77 từ Virginia, tại vì lạnh quá mới là dọn về Texas. Thì khi về Dallas rồi thì khoảng một năm sau họ cũng dọn xuống Texas luôn. Thì cái tình cảm tới giờ phút này 42 năm vẫn còn. Đám cưới con cô vẫn là mời họ. Đám cưới con họ vẫn mời cô. Xong. Thành ra cái tình nghĩa vẫn còn tới bây giờ. Tới đây đã ghi nhận được câu chuyện của cô rất trọn vẹn. Cảm ơn cô. Bây giờ tiếp theo là gì? Tiếp theo là vừa rồi là, bây giờ tiếp theo là 571. Please leave your message for 571. Ok. Bây giờ đề tài này quý vị. Bây giờ tiếp theo là 661. Hello. Hello. Chào bạn. Yes, dạ chào anh. Xin mời bà lên tiếng ạ. Dạ. Tôi kể khi mà chồng tôi đi vượt biên qua đây thì có thời gian trưởng thành rồi đi học rồi đi làm rồi sẽ phòng chung với lại con của bà này tên là Mary Lewis. Thì mỗi một tuần như vậy, cuối tuần bà đến là dọn phòng cho hai đứa, cho hai người. Đến khi ba má chồng tôi á, qua đoàn tụ với chồng tôi á, thì bà đi xin cái bàn, cái tủ, không biết xin ở đâu, không biết gì. Những cái đó là những cái đồ cũ của người ta second hand, nhưng mà bà đem đến bà cho, bà cũng chăm sóc gia đình chồng tôi. Đến lúc mà chồng tôi bảo lãnh tôi qua, rồi cái tôi sanh con trai của tôi đó, thì bà đến bà lo lắng. Rồi đến lúc con trai tôi ra đời, bà nghèo, bà cũng không có giàu, nhưng mà bà cũng ráng, bà đi lặn lội mấy cái chỗ mà mấy cái chỗ mà bán đồ đã xài lại rồi đó, bà đem đến cho con tôi cái đẩy, cái nôi, hay là từng cái áo, hay là từng cái đồ chơi mà rẻ tiền đó. Là tôi mới nói với bà là xin bà làm God grandma cho con tôi, rồi bà là God mother của tôi, vợ chồng tôi đó. Thành ra rất là thân thiết, quan hệ rất là thân thiết, thân tình, tôi thương bà lắm, tôi quý bà lắm. Nhưng mà 8 năm Obama làm tổng thống á, chồng tôi á
công việc không có ổn định, on off, cho nên cái cuộc sống nó không có được thoải mái, cho nên cái relationship giữa tôi và bà đó cũng cắt đứt. Nhưng mà một năm trở lại đây đó, thì cuộc sống ổn định, gia đình tôi đã ổn định rồi, cho nên tôi đã liên lạc được với bà, tôi mừng lắm. Ok, câu chuyện của bà gần như bà đã chuyển tải xong rồi ha. Mọi người đã hiểu câu chuyện về lòng ân nghĩa của bà. Bây giờ tiếp theo. Tiếp theo quý vị nào gọi vào nữa ạ. Bên không có gì cả. Bây giờ thế này, thay vì như vậy đó thì tôi sẽ đem quý vị một câu chuyện khác để thay đổi một đề tài. Và câu chuyện khác đó, tôi chưa biết là nó sẽ vui đến ngần nào. Xin mời ông Trần Dân. Dạ, chào ký giả Nguyễn Vũ. Cái show của Nguyễn Vũ hiện tại bây giờ làm cho tất cả những người Việt Nam như chúng tôi rất ấm lòng. Tất cả có những vấn đề tâm tình trên vấn đề cái show, đúng là Nguyễn Vũ đúng là vua. Vua nói chuyện vua mà tất nhiên nói ra kể những câu chuyện mà tất nhiên những giấc mơ nhỏ của những người Việt Nam. Mà chúng tôi là những người rất là ủng hộ vấn đề cái show của Nguyễn Vũ. Không, bây giờ nói tất cả nằm. Bây giờ tôi có thể kể cái câu chuyện của tôi. Không, không, ông lắng nghe. Ông mà gọi vô đó, ông không cần kể câu chuyện gì khác mà bây giờ đó. Ông là thứ nhất là quốc trưởng và một nhà đại tiên tri. Người ta muốn nghe một điều khác. Người ta muốn nghe vấn đề. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi cũng phải kể chứ. Không, kể, tôi... không, không, mất thì giờ. Tại mất... sao tôi làm, mà tôi làm tiên tri mà tôi làm quốc trưởng, tôi cũng phải kể cái đó cũng là câu chuyện gì. Không, mất thì giờ lắm. Người ta muốn nghe, okay, người ta muốn nghe ông là nghe về về thế sự, về chuyện đại sự, tương lai một đất nước. Đã muốn nghe như vậy chứ còn ông mà kể những cái chuyện rồi, bây giờ tôi rồi Nguyễn Vũ muốn nói vậy thì tôi chỉ cũng nghe kia mà theo vấn đề đó tôi nói. Thì bây giờ tôi cho quý vị biết rằng hiện tại bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang bị gì giữa vấn đề mà nó đang lấn cấm giữa Trung Quốc và bây giờ hiện tại đang ngã về phía Mỹ. Thì bây giờ hiện tại tôi bảo đảm Đảng Cộng sản Việt Nam là mã đề dương cước anh hùng tận thân dậu niên lai chiến thái bình rồi, và có những cái câu sấm là tất nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuyên vấn đề là tất nhiên là tức là ma dương sát đại quỷ. Tổng thống Donald Trump là tất nhiên là dương là vua, ma là nửa chánh nửa tà, sát đại quỷ là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, là kể cả Bắc Hàn là tất nhiên phải dưới tay của vấn đề của ông Tổng thống Donald Trump. Dạ đúng rồi. Sao mà tất nhiên bị dục có nghe không? Ông nói phê quá mà sao không nghe được. Ông tiếp phê, tục. Tôi đâu có phê, trời đất ơi, tôi ở đây tôi xin lỗi cái người mà làm tôi phê là Nguyễn Vũ á. Tôi phải mỗi ngày tôi phải lắng nghe 2-3 tiếng đồng hồ. Thôi bây giờ thế này nè ông Trần Dân. Bây giờ ông đừng nói về rồi. Ông và ông nói về cái lá số của tôi đó. Ông nghĩ là tôi về ứng cử làm tổng thống Việt Nam đắc cử không? Và ông sẽ đóng cái vai trò gì? Đây là cái chuyện cần phải biết nè. Con dân cần biết, ông nói đi. Giờ tôi nói cho tôi sẽ nói cho quý vị biết là hiện tại á, ừ. Tôi nói phải có lốt có lan khi ừ. mà tất nhiên tụi tôi thưa kiện vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ra vấn đề Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc là tất nhiên Mỹ ở đây quan trọng nhất là quyền lợi của nước Mỹ thôi. Rồi. Ông tổng thống vô sẽ biết đưa ông Ngô Đình Diệm về là tất nhiên vì quyền lợi của nước Mỹ. Ừ. Hiện tại bây giờ tôi là ân nhân của mấy ông tổng thống nước Mỹ, bắt buộc phải đưa tôi về, vấn đề phải lấy hiệp định Paris mà giam làm việc thôi. Rồi. Tôi chỉ nói vậy, nhưng khi mà như vậy là tất nhiên về tôi sẽ vấn đề là có mở vấn đề, khi mà thành công tôi sẽ mở vấn đề cái bằng ứng cử, mà tôi bảo đảm là tất nhiên là Nguyễn Vũ sẽ là ứng cử viên của tổng thống nước Việt Nam mới. Nhưng mà đắc cử không? Đắc cử cái chuyện là thiên cơ cũng dám nói à. Rồi ông khi mà ông đã ứng cử viên rồi, khi mà tôi ứng cử viên ông cũng phải có vấn đề, tất nhiên là cũng phải có ông, trước khi ông muốn làm ứng cử viên ông cũng phải có số, chứ là phải tự nhiên ông muốn làm ứng cử viên là được. Nhưng đâu. Mà khi tôi đã ứng cử thì ông đóng cái vai trò gì
tôi đóng cái vai trò tôi sẽ ủng hộ ông. Rồi, bây giờ ông bắt đầu kêu gọi đồng bào trước hay chưa? Ông bắt đầu kêu gọi chưa? Tôi đã kêu gọi rồi. Ok. Gọi ở trong nước rồi. Đó. Tất cả bây giờ mỗi ngày. Ok. Nghe. Bây giờ quý vị dễ lắm. Quý vị bây giờ ở bên tôi họ mấy cái người Việt Nam hỏi lắm tôi. Họ hỏi với chừng nào họ thành công. Tôi nói đâu có Mỹ không khi nào giúp nước Việt Nam mà đánh đảng Cộng sản hết. Bởi vì quan trọng nhất là nhân dân Việt Nam. Ok. Đứng lên tổng biểu tình, tổng nội vị thì tức chiên. Khi mà có cái chuyện đó mà xảy ra, chỉ cần Cộng sản bắn chết 20 người, tôi sẽ tâu vấn đề Tổng thống Donald Trump. Là tất nhiên phải lấy vấn đề để thách hợp đội bao nhiêu vấn đề nước Việt Nam. Giải tán đảng Cộng sản nước Việt Nam. Ok, tạm biệt ông. Bây giờ mời một người khác đang trên đường line 858. Hello. Hello. Xin chào ông ạ. Tôi nói anh câu chuyện nhỏ được không? Mời ông ạ. Ok, tôi đến Mỹ hai vợ chồng với bốn đứa con, hai trai hai gái. Vâng. Và tôi định cư ở San Diego. Sau đó thì mẹ tôi và hai em ở New York mua vé máy bay gửi xuống dưới này để cho chúng tôi lên chơi 2 tuần để đó để thăm mẹ và các em. Sau khi thăm xong thì tôi trở về lại San Diego và cái phi trường mà tôi đến để trở về San Diego thì đang chờ chuyến bay. Tôi đi lòng vòng thì tôi thấy một ông Mỹ da đen bự con ăn mặc rất là lịch lãm nhưng mà ngồi đánh dài. Ông đánh dài thì có nhiều người đang ghét lai và đến cái lúc tôi chờ cũng khoảng 4-5 người mà cũng vẫn chưa có chuyến bay thì tôi làm quen với ông và tôi hỏi, tôi nói, chào ông, ông làm cái việc này lâu chưa và ông cảm thấy có vui không? Thì người Mỹ da đen nó cười với tôi một cách hết sức là rất là vui vẻ và ông trả lời như thế này. Ông nói tôi làm nghề này tôi rất vui vẻ. Thì tôi làm cái nghề này là cái nghề mà Đức Chúa Trời đã làm cách đây hơn 2000 năm trước. Rồi ông nói tiếp, ông nói ông thấy tôi làm như thế này, ông thấy người tôi thấy vui vẻ. Và việc tôi rất thoải mái và tôi trả lời câu hỏi cho ông là như thế. Và sau khi tôi nghe ông nói như vậy thì tôi về tới San Diego và tôi dỡ cái quyển kinh thánh mà ông mục sư đưa cho tôi trước đó một tuần lễ. Thì tôi thấy trọng đọc trong Timothy và tôi bắt đầu tin Chúa. Tá ra Đức Chúa Trời đã dùng cái con người này để rao giảng cái lời của Ngài ở thế gian. Đó là cái mẫu chuyện mà tôi nhớ mà. Ok ông. Ông xin lỗi, ông tên gì ạ? Tôi Nguyên Minh anh. Ông phải mục sư không? Không thôi. Tôi dân thường thôi. Tôi dân thường thôi chứ tôi không có mục sư gì hết. Nhưng mà tôi bắt đầu tin Chúa từ lúc đó cho đến bây giờ. Không, bây giờ tôi hỏi thực sự đúng không ạ? Ông đang là đi theo đạo Tin Lành đúng không ạ? Vâng, đúng. Đúng không? Tại vì khi mà cái quê ông nói đó tôi biết ông đạo gì luôn nữa. Uh-huh. Ok rồi, tạm biệt ông nha. Khoan. Và tiếp theo. Và tiếp theo là quý vị, thôi bây giờ để tôi đọc. Bây giờ thế này nè quý vị, một cái đề tài tôi nghĩ đó, nó sẽ rất dễ dàng cho quý vị để quay về những cảm xúc của một thời mà có lẽ trong tâm tưởng quý vị chưa bao giờ nói được. Tất cả một cái đề tài như một sự thí nghiệm trong sự cảm nhận. À, 84, hello. Hello. Bây giờ tôi sẽ để cho quý vị có thêm chút thời gian. Và tôi quay lại đó, thì tôi sẽ đọc những cái lời quý vị nhắn vào cái số thường và số Viber. Bây giờ thì tôi trở lại những cái lời quý vị đã gửi vào từ trong cái Viber của Jackie Bùi. Khi tôi mới tới đất Mỹ này lần đầu tiên, tôi rất xúc động với những tấm lòng vàng của người Mỹ trắng. Chưa bao giờ tôi thấy một người Mỹ nào kỳ thị hết, mà ngược lại tôi nhận thấy họ rất thương yêu và săn đón, rất tử tế và quý mến, rất tâm tình. Làm tôi cảm thấy đây chính là đất nước của tôi.
Tôi cảm thấy rất ấm cúng. Tôi tự hỏi sao người nào cũng tốt và hiền lành đến thế. Tôi cảm ơn Chúa đã đưa tôi tới đất nước này, và sau những năm tháng tôi ở trên đất nước Mỹ này, tôi chưa bao giờ thấy một người Mỹ nào xấu với tôi cả hay kỳ thị gì cả. Có nhiều lần tôi lái xe trời tuyết bị trượt là lại thấy một người Mỹ tới hỏi han giúp đỡ, làm cảm động, nhất là Mỹ trắng, rất đàng hoàng, rất tử tế, rất có tình người, họ đối xử rất đẹp, rất đáng phục, rất mến. Tôi cảm thấy nước Mỹ là một thiên đường, là đầy yêu thương. Nếu chúng ta ý thức một chút, hãy bình thản và lắng nghe con tim của người. Tiếp theo của Thu Lan bên Viber. Chào Nguyễn Vũ. Với một cộng đồng tha hương như thế, đã không thương yêu nhau, giúp đỡ nhau mà còn đấu đá nhau, cỡ đó thì quê hương mong chờ vào ai? Sống không lý tưởng, trình bày quan điểm vô nghĩa thôi. Xin mượn lời một bài hát: lòng trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều. Bài đó của Nguyễn Văn Đông. Tiếp theo của Nguyễn Tấn Đạt. Câu này thì chào anh Via, em có vấn đề muốn hỏi đó. Người Việt ở Mỹ đã trải qua những khổ đau từ Việt Nam mang qua, tùy nhân tùy nạn, đấu tranh bị đàn áp, thì chống lại chế độ cộng sản là điều cũng dễ hiểu, vì vết thương lòng không nguôi, và cũng là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Vậy đối với chế độ cộng sản Trung Quốc thì sao? Những người dân Trung Quốc đang sinh sống tại Mỹ và trên toàn thế giới, họ có đấu tranh cho nhân quyền giống như người Việt của mình hay không? Vì em ít khi nghe thấy, có thể là em không biết những đấu tranh như thế này. Vậy cộng đồng dân Trung Quốc tại đây, họ có thế nào trong vấn đề dân chủ nhân quyền cho người dân nước họ? Cảm ơn anh. Của Lê Long Hồ. Hay anh, sự uyên bác của anh làm anh cô đơn với cái dân tộc Ba Phải. Sự trừng phạt này để họ sáng ra. Của anh Dương bên Viber. Tôi ở Canada cách đây 34 năm cùng một người bạn. Nhà chính phủ thuê nhà cho ở và có trợ cấp ăn uống, đi học trong một năm. Bà chủ nhà da trắng đã già, dù ở xa vẫn hàng tuần tới dạy kèm chúng tôi tiếng Anh để chúng tôi thực tập. Tôi không bao giờ quên được. Bây giờ trở lại radio thì đã nghe rồi đó nha. Ở 281, tôi vẫn nhớ ơn người Mỹ và nước Mỹ này. Năm 80, người Mỹ đã cho vợ chồng một chiếc xe trước khi họ cho, mà còn mang đi sữa và cho quần áo và giường chiếu cho đứa con mới 2 tuần tuổi. Vì vậy tôi luôn cảm ơn họ và cầu chúc cho họ mạnh khỏe. 774, lòng ơn nghĩa về nước Mỹ đối với em và gia đình bây giờ mà chưa trả xong đó. Tiền của chưa trả xong đó, chưa trả xong do tiền của gì cho mượn để mua vé máy bay, hy vọng sẽ trả trước khi chết. Ý người này muốn nói quý vị, những người mở trại tị nạn hồi xưa đó, thì khi mà được nhận vào Mỹ đó, thì cơ quan IOM họ sẽ có vận hành một cái tổ chức ở đây để cho quý vị vay cái số tiền mua cái vé để được vào Mỹ đó. Thì quý vị, cái vé này đâu có bao nhiêu đâu, quý vị cố gắng trả lại khoản tiền này. Vì cái đó là họ mượn một tổ chức để mua cái vé cho quý vị vào nước Mỹ hả? Tôi hiểu về điều này. 314, gia đình em đến Mỹ tiểu bang Missouri khoảng tháng 2, mùa đông rất lạnh. Em và ba em đều mang cái gì không biết. Mẹ em mang dép xẹp hay quai,
Sáng hôm sau, bà già Mỹ hàng xóm khoảng 75 tuổi cho gia đình em đi Big K Mart mua cho cả gia đình winter shoe. 913. Cái này thì chuyện cũng đã xong. Ok quý vị. À, coi như là xong một cái đề tài hôm nay. 1.700.000 người hiện nay đang có mặt tại nước Mỹ. Và tôi tin rằng hiện giờ nha, trong giờ Morning News á, cũng như là phần 2 Ngụy Vũ Show, là mấy chục ngàn người đang nghe. Đây là tại Mỹ thôi. Thì từ sáng giờ khoảng được 10 người nói về lòng ân nghĩa với nước Mỹ. Được 10 người. 512. Tôi nhớ rất rõ những ngày đầu tiên đi làm cho một hãng điện tử. Tôi được người Mỹ trắng giúp đỡ hướng dẫn tận tâm. Ngược lại, người Việt Nam nhìn tôi và kỳ thị tôi, make fun, vì tôi là người Huế và nói tiếng Huế. Mỗi ngày tôi đi làm với hai hàng được mặt, tôi nhờ mại muôn đời và không bao giờ quên. Đây là người Huế. Của 469. 469. Ngụy Vũ cũng độc tài nhỉ. 832. À, xin mời ông 832 ạ. Hello. Hello, xin lỗi nghe thông ạ. Xin chào ông Phan. Vâng, chào Ngụy Vũ và chào tất cả khán thính giả của NPO. Nếu mà trường hợp mình nói tới người Mỹ mà họ kỳ thị đó thì tôi không biết như thế nào nữa. Bởi vì khi mà tôi bước chân đến Mỹ đó thì thằng hồi trước tôi cũng phải mượn tiền mua vé bay tôi qua Mỹ năm 80 mà. Đó, nhưng mà tôi đã trả trước thời hạn. Tôi đã trả trước thời hạn bởi vì tôi biết rằng đó chúng ta cần phải trả số tiền đó để cho những người khác đó họ tiếp tục có những số tiền để mà họ đi qua Mỹ. Tôi đã trả trước thời hạn. Và quý vị cũng thấy rằng đó khi mà chúng ta sống bên Mỹ đó, cái người Mỹ á, nhất là tôi nói là cái người Mỹ trắng mình nói Mỹ là mình, họ phải nói rằng đó họ rất là rộng lượng, họ rất là rộng lượng. Đó, bởi vậy trong cái chính phủ của Mỹ đó thì đa số những cái luật lệ đó thì cũng do toàn là những người Mỹ trắng họ lập ra. Và tôi nói thẳng với quý vị rằng 37 năm tại Mỹ, gia đình tôi đã được thăng tiến nhờ một cái xã hội nhân bản. Một cái xã hội nhân bản, những cái đứa con của tôi phải nói rằng rất là thành công. Rất là thành công. Họ không phân biệt là chúng ta là màu da hay đảng phái, không. Họ không có đặt cái vấn đề mà chúng ta là da vàng. Đó. Và tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng một cái quyền lợi như nhau hết. Những người nào có khả năng thì những người đó sẽ tiến được. Đó, còn những người nào cơ hội tới mà không có khả năng thì họ, cái đó là mình không thể nói được. Mình không thể nói được. Và cái xã hội này đã tạo mọi cơ hội cho mọi người hết. Không phân biệt trắng, đen, vàng, tím gì hết. Đó, thành ra tôi thấy là khi mà tôi rất là may mắn là tôi đã đến được cái sứ Mỹ này. Đó, mình cũng phải khoe thêm. Đó là những đứa con của mình đó, là 4 đứa đó là có bằng tiến sĩ về y khoa đó. Đó. 2 đứa đó là dược sĩ và 2 đứa là bác sĩ y khoa. Đó. Còn 2 đứa khác á, mình có 6 đứa con, 2 đứa khác cũng có bằng đại học. Bằng đại học và có bằng kỹ sư. Đó. Đó. Thành ra tôi thấy rằng là cái xã hội này đó họ rất là công bằng, họ không kỳ thị. Chính người Việt Nam chúng ta mới là những người thật sự là kỳ thị. Khi mà chúng ta vào trong hãng chúng ta làm đó, nếu trường hợp chúng ta nói sai đó quý vị, họ sẽ từ từ họ nghe, họ hiểu được và họ sẽ từ từ họ sửa chúng ta. Họ nói mày nói như vậy mới đúng nè. Chứ không phải giống như là những người Việt Nam của chúng ta đâu. Là thế mà thấy nói sai đó là mình nhái. Ngay cái
ba miền của chúng ta đó, Trung Nam Bắc thôi. Mà chính ở cái xã hội này đó, là chúng ta cũng đã nhái nhau như vậy. Thì cái nhái đó, đó là gì đó? Cái đó là gì đó quý vị? Đó là kỳ thị đó. Đó. Hoặc là chúng ta làm ăn đó, tôi thấy ở đây đa số làm ăn đó thì ở những khu da màu. Nhưng mà ở đó, thì là ở khu da trắng. Nãy giờ đó coi như là anh Phan đã cover rất nhiều câu chuyện nha. Bây giờ anh thử lắng nghe câu chuyện khác coi nha. Xin mời 303. Hello, chào 14 buổi sáng. Tôi nghe và theo dõi và tôi có một cái trận xét thế này. Vâng. Xin lỗi quý vị, tôi không gọi là đề cập đến cá nhân nào, nhưng mà gọi vào nói chuyện thì cái đề tài, cái focus, cái topic của người Vũ đã không có được có giờ chú ý đến, và xin lỗi là đã nói về cái tôi. Thì tất cả những cái người mà tôi cũng là trong cái thành phần mà những cái người tạm gọi là tị nạn chính trị và được đất nước Hoa Kỳ cứu mang, thì những cái ơn nghĩa mà của những người Mỹ trắng hoặc đen đã đem đến cho gia đình chúng tôi đã có cái gọi là cái sự nhận biết đó và ghi nhớ trong lòng. Tôi không cần kể ra, bởi vì những cái việc rất là nhỏ nhưng vẫn nằm ở trong tâm của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi qua một cái vấn đề, tôi muốn qua một cái vấn đề là như thế này, là theo tôi hiểu cái hàm ý của Nghị Vũ là một số người Việt Nam mà có thể nói là có cái gọi là hay còn ba cái tinh thần ăn cháo đá bát và uống nước mà không có nhớ kẻ, không có nhớ buồn, không có nhớ kẻ trồng cây, tức là đã vô ơn. Đó là cái ý của Nghị Vũ, nhưng mà quý vị đã không xoáy vào cái đề tài đó, mà tôi thấy là do đó tôi không cần kể ra cái chuyện mà những cái chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi xin lỗi. Bây giờ thế này đó. Xin lỗi là ông gọi từ tiểu bang nào vậy ạ? Tôi đang ở tiểu bang Arizona. Xin lỗi ông tên gì? Tôi nghĩ là tôi tưởng là người Vũ đã biết. Tôi tên là Lương Vũ và tôi là cái HO đi những năm 92. Ok ông Lương Vũ. Ok ông Lương Vũ. Vâng. Tôi nói một cách rất chủ quan đó nha. Tôi nói rất chủ quan. Tôi nói về những loài mà ăn cháo đá bát về người Việt ở đây không có lên cái số lượng 2/3 đâu ông Lương. Một phần rất nhỏ, rất nhỏ. Nhưng mà cái rất nhỏ đó là vì họ có phương tiện trong tay. Cho nên quý vị thấy nó vang dội và ngỡ rằng nó nhiều lắm. Nhưng mà tôi tin rằng những người Việt Nam âm thầm tại đây là những người rất tốt và rất có lòng ở nghĩa với đất nước này. Nhưng mà tại vì họ không có phương tiện, và giống như cách ông nói đó, Họ âm thầm. Thì tôi khẳng định một điều, ông đừng bi quan. Cái loại người mà ông nói đó, nghĩa là thưa ông, chỉ có khoảng 1% thôi trong 1.700.000 người tại nước Mỹ này. Tôi nói như vậy để ông tin tưởng vào một truyền thống tốt đẹp về lòng ân nghĩa của dân tộc Việt Nam. Ông hãy tin tôi, chỉ có 1% mà thôi, chứ không có 2/3 đâu nha. Không có đâu. Nhưng mà cái 1% đó nó sẽ làm cho quý vị nhức nhối nếu quý vị không tĩnh tâm, không lắng nghe, không nhận định. Đó là cái thông điệp mà tôi muốn chuyển tải, tôi mượn qua đề tài này thôi. Thưa ông Lương nha. Thế này, cho tôi nêu một cái nhận định. Có những người, có nhiều người, tôi có thể nói là có nhiều người. Tôi không có nghe đài Việt Nam, tôi xác định lại là tôi từ trước đến giờ không nghe đài Việt Nam. Đây là lần đầu tiên nghe bắt gặp cái làn sóng của đài người vừa của người Vũ của NBA rất là tình cờ. Thì như thế này, tức là có nhiều người họ đã gọi là ăn mày như vãng, họ đã ăn cơm gạo Mỹ ngon răng, nhưng họ vẫn chửi là Mỹ bỏ rơi Việt Nam, Mỹ thế này, Mỹ thế kia, và chúng tôi đã phải lưu lạc, chúng tôi đã phải thao vương, đã phải mang thân này kia, vân vân. Thì chính vì những cái luồng dư luận đó, và có những cái cá nhân đã viết, và đó là một cái sự thể hiện một cái sự vô ơn, là mặc dù là cái chuyện mà trong một cái bàn cờ chính trị, khi mà ở một cái thế chiến lược là Mỹ đã gạt
mình đang qua để mà ôm lấy Trung Cộng, để mà lấy một cái thị trường lớn lao cả hàng tỷ người tiêu thụ và để mà phát triển cái nền kinh tế của nước Mỹ. Thì tại vì cái người Việt Nam khi mà chửi như vậy thì họ không đứng được trên cái đôi giày, họ không đứng được trên cái vị thế của người Mỹ. Ok. Cho đó họ nhìn vấn đề và họ mang cái lòng oán thù, oán giận hờn đó. Điều này tôi cũng ra một thống kê luôn, tức là vẫn là nằm trong 1% của thành phần đó luôn, cũng không có nhiều lắm đâu. Tại vì như thế này nè ông, cái vấn đề ý thức hệ và nhận thức về chính trị và lịch sử đó, tôi nói thẳng với ông luôn, không phải ai cũng hiểu vấn đề đâu. Tôi tin ông, tin tôi, đến giờ này họ cũng không biết tại sao mà Việt Nam mắc vào tay cộng sản nữa. Tôi nói thẳng với ông luôn, thì cái chuyện mà họ nói như vậy đó. Rồi qua đó tôi xin mượn một vài điều thế này để mà chúng ta thông cảm, để thấu hiểu. Bây giờ tôi giả sử cái chuyện sau khi cái sự kiện về đắc cử của ông Trump, vì sự chủ quan của họ, họ không bao giờ họ nghĩ rằng họ sẽ thất bại, nhưng cuối cùng là thất bại. Từ cái mặc cảm đến lòng ác cảm, thưa ông. Và bây giờ họ muốn gieo rắc lòng ác cảm đó lên những con người mà không bao giờ có cái đồng thuyền đồng hội với họ. Cho nên từ đó đó, chúng ta thấy vang dội về những con người ăn cháo đá bát. Nhưng mà nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ông hãy tin tôi đi nha ông Lương. Và okay. Ông cứ tin tưởng. Ông cứ tin tưởng, đừng bi quan. Và tôi có niềm tin như vậy. Cho nên mỗi ngày, mỗi tuần, nó rơi vào đề tài gì trùng hợp thì tôi chia sẻ với quý vị. Nhờ vậy tôi muốn nói ra cái ý nghĩ. Những cái điều quý vị nghe tôi nói đó, cái xấu nhiều hơn cái tốt đó, quý vị phải nhận ra được thông điệp của tôi. Cái điều xấu đó chỉ nằm trong bọn 1% mà thôi, nhưng bọn họ sẽ dẫn dắt quý vị đi tới cái địa ngục của trần gian này. Ok. Cảm ơn ông Lương. Rồi bây giờ biểu xong rồi, cho tôi còn một cái yêu cầu là để một cái đề nghị, là đề nghị biểu nghiên cứu và nói về cái vấn đề con đường tơ lụa của Tập Cận Bình. Tốt không? Ok. Có rồi. Dạ bây giờ không phải là hôm nay, nhưng mà không phải là hôm nay. Hôm nay tôi đang nói về Mỹ. Ok rồi, không phải hôm nay. Và một cái nữa là tạm gọi là phê bình đi, hay là đề nghị cũng được, là không phải là chỉ trích nhá. Không phải chỉ trích nhá. Mời ông. Vị Vũ đã sử dụng nhiều cái từ ngữ mà nó sản sinh, nó phát xuất từ sau năm 75 mà do cái đám mà giáp râu khi mà nó xâm lấn miền Nam. Okay. Việt Nam. Và nó chiếm cái Việt Nam Cộng Hòa, một cái nước đất nước đã được công nhận bởi cái Hiệp ước Geneva vào 20 tháng 7 gắn cho đầu tư. Những cái từ ngữ đó đã xâm nhập vào, và bây giờ Vị Vũ đã sử dụng. Thí dụ như giải mã, tôi lấy thí dụ thôi, rất nghe rất nhiều lần và tôi rất lên là khó chịu. Tại sao cái từ ngữ của chúng ta có thể nói là có thể tiết lộ bí mật, hoặc là dùng cái từ ngữ mà chúng ta đã nói là tôi bật mí cho quý vị nghe, thì nghe nó rất là êm tai hơn là những cái giải mã. Ok ông Lương, những cái từ ngữ. Ông Lương bây giờ giữa cái ranh giới về ngôn, ông cho tôi nói về điểm này, tôi sẵn tôi share ông luôn một lần nè. Rồi ông đừng quên đó, tôi là người sinh ra tại Việt Nam. Rồi ông cũng đừng quên tôi là người chứng kiến hai cái giai đoạn lịch sử. Rồi ông cũng đừng quên sau năm 1975 tôi phải ở lại đó 15 năm. Ok. Đúng. Ông cũng đừng quên cái vấn đề thông tin bây giờ đi qua rất nhiều nguồn. Đơn giản ông Lương, máu mủ tôi còn là một người Việt Nam. Vì vậy đó, bây giờ có một cái cách đó, ông đưa giùm tôi một cái list, ok, để ra hai cái tên. Ông chờ tôi nói. Ông đưa giùm tôi một cái list, ông ghi hết ra nè, chữ này là chữ của người Việt quốc gia, chữ này là chữ trong nước đó. Ông cho tôi cái list đó đi, tôi dán trước cái computer đó. Mỗi ngày tôi học thì may ra tôi mới không rơi vào được. Tại vì sao ông biết không? Bây giờ còn một cách đơn giản nữa đó, là tôi từ bỏ cái máu mủ người Việt Nam. Và suốt ngày tôi lao vào, tôi học tiếng Anh, tôi nói tiếng Anh only đó. Tôi mới không rơi vào trường hợp đó thôi ông Lương à.
Thế này. Nhưng mà vấn đề của tôi, ông cho tôi nói thêm nè. Vấn đề Quốc Cộng đó, ông đã nhìn vào tư tưởng tôi này, những suy nghĩ của tôi, những cách tôi trình bày và ý thức hệ của tôi, nó quan trọng hơn một vài ngôn ngữ mà nó có sự trùng lập, bởi vì tôi vẫn còn là người Việt Nam, thưa ông. Như vậy bây giờ điều ông muốn đó, và nhiều người muốn như vậy, quý vị gửi giùm tôi một list, ok? Yes. Gửi giùm tôi đi. Thế này người Vũ à, đây là một cái chiến tranh vừa gọi là về vấn đề văn hóa, về vấn đề mà nó hơi rộng lớn đấy, hơi rộng lớn đấy. Khi mà cái chủ nghĩa cộng sản nó đưa vào miền Nam, nó muốn lập nhào hết tất cả, từ cái văn hóa nó muốn đào tận gốc tận rễ, và nó muốn gieo rắc vào đầu óc của những cái thế hệ sau này một cái gọi là tư tưởng từ cộng sản, từ cái thời đó, tất nhiên là bây giờ là không còn giá trị nữa, nhưng những cái đám trẻ mà lớn lên và sinh ra sau năm 75 tới bây giờ, nó đã bị tiêm nhiễm một cái hệ tư tưởng của Marxist Leninist. Ông là bắt đầu, nó đã bay mượn. Ông đang nói về giới trẻ nào? Ông đang nói về giới trẻ trong nước hay là giới trẻ hải ngoại? Trong nước, tất nhiên là tôi nói về trong nước. Ủa, cái chuyện mà những cái đám trẻ đó, tôi đồng ý là từ ngữ nó tiến hóa, nhưng nó tiến hóa thế nào? Ví dụ như về cái lĩnh vực kỹ thuật, khoa kỹ thuật, chúng ta phải vay mượn của những cái từ ngữ, ví dụ như digital thì gọi là hộp số gì đó thì tôi chấp nhận. Nhưng tôi lấy ví dụ như này nhé, bây giờ đó, từ ngữ ở Việt Nam bây giờ đó, khi mà nó dùng cái chữ gọi là selfie, chụp hình, nó tự sướng. Tôi hỏi bây giờ, trả sử Nguyễn Vũ nói là hai vợ chồng ông Lương Vũ đi tắm biển Cancun rồi tự sướng với nhau mấy lần, thì vị Vũ nghĩ sao về cái sự vay mượn từ ngữ đó, cái sự mà copy mà du nhập những cái từ ngữ mà nó như vậy? Hoặc là ví dụ như tôi có một lần tôi nghe cô lại gặp nói chúng ta đã nhất trí về tại sao không có đồng ý, tại sao trong miền Nam thì ra cái nền văn hóa của miền Nam nó đã phong phú và đã có những cái từ ngữ, có những cái văn hóa mà có những cái từ ngữ mà chúng ta vẫn xài quen, tại sao lại vứt bỏ đi? Ok, ông Lương, nãy giờ tôi không có phản đối gì điều ông nói đó. Ok. Và tôi đã nói là ông gửi cái list đó giùm cho tôi, chữ nào rồi là chữ trong nước, chữ nào chữ đây tôi dán rồi trước mặt tôi học. Tôi nói rồi, nhưng mà chuyện rồi, tôi bây giờ sẵn đây nói về tư tưởng, về ý thức hệ nha ông Lương. Rồi. Sẵn ông nói tôi nói một lần luôn. Đối với tôi rồi đó, vấn đề Quốc Cộng đó ông Lương. Vâng. Thì đó là một chuyện nhỏ. Tại vì sao? Cái chuyện lớn đó, nó đang nở rộ trong mắt quý vị đó. Quý vị nên đối đầu. Bây giờ tôi nói thẳng ông luôn nè. Bây giờ ngôn ngữ theo cách ông nói, mà nói như kiểu mà ông Phan Kỳ Nhân nói đó. Ông là cái người mà cầm cái business card để giới thiệu ông là chủ tịch của cái người chống nghị quyết 36 đó. Sẵn đây tôi nói một lần luôn. Tôi muốn hỏi lại là ông hiểu gì về nghị quyết 36? Ok. Và ông biết nghị quyết 36 đang thực hiện những điều gì bên đích ông không? Tôi thưa ông Lương, đây là cái sự phát triển của xã hội giữa Mỹ và Việt Nam. Ông nên nói với con cái ông đó. Bây giờ sách báo tiếng Việt nó tràn ngập trong các cái thư viện của Mỹ này rồi. Tôi nói với những người chống cộng tại Bosa, quý vị có nhìn thấy điều này không? Thì bây giờ cái điều mà ông đang nói với tôi đó, đó là những cái rất nhỏ. Cái điều nó lớn đó, nó đã đi quá xa rồi ông Lương. Và quý vị nên focus chuyện quá xa, quá lớn. Đó là chuyện tôi chia sẻ với ông. Còn chuyện mà cái suy nghĩ của tôi và ông, hay là nhất là về tôi đó, ông đừng worry. Mặc dù sometimes tôi có trùng lập một vài ngôn ngữ, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng ngôn ngữ đó rồi cộng sản nó làm như vậy, nó mai một tôi. Đừng có nghĩ như vậy. Vì tôi không phải là thánh. Thế thì nếu ông ghi nhận được những điều lớn trong tôi, thì hãy forget bao chuyện nhỏ đi. Được không Lương? Không, xin. Tôi có thể nói được không?
Mời ông. Tôi chấp nhận, tôi nhận là tôi hiểu người bố mà. Tôi thấy cái vấn đề mà người bố đưa ra và tôi nhận thấy và tôi hiểu con người của người bố rồi thì không, tôi không có nói về cái vấn đề lập trường ở người bố, nhưng tôi chỉ nói rằng cái độc và cái bọn mà xã hội chủ nghĩa, cái bọn vô thần nó đã đưa vào và nó đã chủ trương bằng mọi cách là lật nhào tất cả, nó muốn gọi là bứt cái gốc rễ của cái miền Nam tự do mà chúng ta được hưởng có 19-20 năm thôi. Nó đã bứt rễ hết bằng cách là đốt sách, bằng cách là tất okay. cả là nó dùng từ ngữ nó đưa vào để mà nó gieo một cái hệ tư tưởng mới. Bây giờ nó không làm như vậy. Chiến tranh về văn hóa. Ông Lương, nó không làm như vậy tôi mới ngạc nhiên đó. Yeah. Còn nó làm như vậy những điều ông đang than phiền là chuyện rất đổi bình thường. Tại vì sao? Bọn họ là những kẻ chiến thắng. Tổ quốc trong tay họ, đất nước trong tay họ. Họ không làm như vậy tôi mới ngạc nhiên đó chứ. Thì nếu bây giờ trường hợp chiến thắng trong tay ông làm theo cái quê của ông thôi. Có gì đâu. Bây giờ một điều duy nhất tôi nói với ông rồi. Nếu họ không muốn họ phát triển về một chủ nghĩa của họ, lật đổ họ thôi. Đúng lẽ vì chính vì vậy mà tôi muốn nói rằng chúng ta nên dùng chữ phục hồi đi. Phục hồi, khôi phục hả? Ông bây giờ tôi có né chữ phục hồi, tôi có né chữ khôi phục, tôi sẽ gặp chữ khác, tôi guarantee với ông luôn. Tại vì sao? Tôi và ông vẫn còn máu mủ Việt Nam. Trừ khi nào đó, ông nói với vợ ông và ông á, đừng ăn nước mắm nữa đó. Thì ông kêu tôi đừng trùng lập những ngôn ngữ này. Ông làm được, tôi làm được. Ok. Ok, rồi. Rồi. Vâng, quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần 2 Nguyễn Vũ Show. Bên Thanh Nhân Quách nói về nhân nghĩa của những người cưu mang chúng ta trong những ngày đầu khi đến nước Mỹ. Ôi thôi không biết bao nhiêu câu chuyện mà kể hết. Chuyện của nó nhiều lắm. Và tôi chỉ nói quý vị chọn một trong những câu chuyện đơn giản và tiêu biểu nhất mà lòng của quý vị lúc nào cũng đau đáu để nhớ đến. Và luôn luôn đó là gói hành trang quý vị mang theo bên đời để thực hiện giấc mơ Mỹ. Ý của tôi rất là gọn nha quý vị. Hello. Xin mời ông. Dạ chào ông Nguyễn. Xin mời ông ạ. Dạ tôi nghe nói chuyện với ông Lương, tôi có một cái ý như thế này. Tôi thấy bác Lương này nói chuyện hơi nó quá xa cái về vấn đề ngôn ngữ. Tôi thấy cái ngôn ngữ mà anh chơi dùng cái từ giải mã nó có ăn nhập gì tới mà cái chuyện đi theo cộng sản, từ ngữ cộng sản thì cộng sản nó đâu có độc quyền cái câu đó đâu. Cộng sản là cái ý thức hệ, cái tư tưởng của mình, cái những cái gì mình làm thôi, chứ còn cái từ ngữ đó, cái từ ngữ tôi thấy nó cũng vô hại, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu mà thấy phân biệt ra là không sao. Là cộng sản quốc gia gì. Bây giờ final. Tôi thấy anh nói chuyện vậy là bơ vệt, chẳng có cái gì mà ấy hết. Chẳng có cái từ ngữ thay đổi. Ông yên tâm. Bây giờ cuối cùng là gì? Cuối cùng rồi sau cái cuộc tranh luận đó thì ông thừa nhận, ông quay về với ông. Vậy là đủ rồi. Tôi thấy cái này là thật sự ra là tôi chắc là hết sức tế nhị, tôi không có muốn lên tiếng cái chuyện này, nhưng mà tôi thấy là tôi ủng hộ anh là cái vấn đề anh nói chuyện như vậy chẳng có cái gì sai, mà chẳng có cái gì mà là theo cộng sản hay là chúng ta cái chuyện cái ngôn ngữ đó, cộng sản đâu có độc quyền đâu. Không sao, nhưng okay. Mà giờ cũng tôi cảm ơn ông Lương, biết sao không? Tại ông Lương không đưa ra điều đó đó, thì hôm nay tôi là không trình bày vấn đề đó được. Ok. Anh hiểu không? Cho nên lâu lâu tôi muốn là quý vị cứ trình bày đi, rồi tôi mượn quý vị đó. Tôi mượn quý vị tôi đi theo, tôi đánh võ say mà. Ok. Nhờ qua đó để họ hiểu hơn. Còn nếu không đó, họ không nói chuyện với tôi đó, họ sẽ bệnh. À. Tôi nói thẳng luôn, họ không nói chuyện với tôi họ sẽ bệnh. Yeah. Ok, yên tâm.
Tiếp theo 414. Hai chú, cả nhà cháu sống nơi vùng đất lạnh ở Wisconsin 22 năm, nên cảm nhận được người da trắng rất là thích và vui giúp cho người Việt Nam. 281. Tôi vẫn nhớ người Mỹ và nước Mỹ. 580, người Mỹ đã cho vợ chồng tôi. Ồ, tiếp theo của 281 là gì? Chính mình mang thằng em đi vượt biên và nuôi ăn học cho đến khi lập gia đình, đến khi có tiền của cha mẹ chết đi và đã vô ơn với người chị. 49 cộng là gì? Đồng ý với ông Phan 100%. 619. Good morning Anh Vũ, lòng ân nghĩa vô bờ đối với đất nước này, và hiện nay mỗi khi em cần sự trợ giúp từ người Mỹ, họ luôn sẵn sàng và rất nhiệt tình về tinh thần. Họ luôn chia sẻ nỗi lòng của gia đình tôi, không có người thân thay vào, là những gia đình Mỹ rất thân thiện, thân thiện. Đến ngày hôm nay, cảm ơn nước Mỹ và những người thân thương. 913. Chúng tôi đồng ý với những gì ông Lương đã đưa ra. Ok. Quý vị, nếu mà bây giờ tôi nói thẳng luôn, tôi nói rồi, quý vị chỉ còn một cách đó, quý vị hãy đứng lên làm văn hóa đi. Quý vị ngồi đó nghiên cứu rồi in ra, gửi ra để cho từng gia đình tuổi trẻ nó học, ngay cả tôi luôn, tôi so sánh. Thì ngược lại với tôi đó, tôi là focus những điều lớn lao hơn nữa. Có nghĩa là gì? Tôi không phủ nhận là chuyện chúng tôi sai, không. Nhưng mà có những cái sai và cái đúng, nó tương đối đó. Thì đó là một sự tương đối, vì nó là ngôn ngữ. Mỗi sáng tôi ngồi đây, tôi nói 3 tiếng đồng hồ, tôi nói hàng triệu chữ, thế nào cũng vướng vào một vài chữ. Mà nếu một ngày nào tôi không còn vướng một vài chữ đó đó, tôi không còn là một người Việt Nam đâu. Xin mời ông 201 ạ. Hello. Good morning anh Vũ. Chào em. Em Thanh Lê, gọi từ New Jersey anh. Rồi Thanh có ý nghĩ gì? Cái đề tài mà em chỉ ngày hôm nay em đi lăn tay fingerprint cho mẹ vợ em á. Ừ. Em không nghe được cái đầu, mà em nghe được phần sau khi bình luận về ngôn ngữ đó anh. Sao? Em nghe rồi em nghĩ gì? Thì em nghĩ rằng cái ngôn ngữ á, là cũng giống như một câu chuyện mà anh vừa nói vừa qua, là cười ra nước mắt anh. Thì khi mà mình chấp nhất với nhau á, thì nó sẽ không bao giờ mà nó có cái kết thúc tốt đẹp được anh ơi. Nó sẽ tranh luận, nó sẽ... Mà cái theo em có một em tóm ngắn là hai câu thôi. Là mình qua Mỹ 30 mấy năm rồi, mình có một cái mình chưa học được người Mỹ á, là một cái câu là If you can get away of them, you join them. Có một câu nói rất là hay. Không, câu này để anh dịch cho rõ nha. Dạ. Câu này chẳng khác gì câu anh nói đó. Nếu chúng ta chưa có những gì mình thích, thì hãy thích những gì mình đang có. Câu này anh đã nói lặp đi lặp lại nhiều rồi em. Dạ. Mà còn cái câu thứ hai nữa, là em xin mượn cái làn sóng của anh để em có một câu thật từ đáy lòng em. Là người Việt mình á, có một cái là thù dai lắm anh ơi. Thù dai lắm. Nó có một cái như vậy đó. Bây giờ thế này nè. Bây giờ đó nha. Dạ. Thanh nói xong bắt đầu nghe trở lại về ngôn ngữ của anh nè. Dạ. Bây giờ sau khi quý vị nghe ngôn ngữ này của tôi đó, thì nếu bình thường đang nói chuyện với quý vị tôi dùng ngôn ngữ này đó, quý vị sẽ nghĩ thế nào? Thì trong hoàn cảnh này tôi dùng cái ngôn ngữ này mà thường là rất là tối kỵ, của một người be gentleman và quan niệm về đạo đức. Thì bây giờ Thanh cúp máy đi. Dạ, dạ.
anh sẽ cho Thanh và mọi người nghe cái ngôn ngữ này đi. Rồi quý vị take vô cái số điện thoại 703 7745406, quý vị nghĩ gì khi tôi sử dụng ngôn ngữ này?